Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay. Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ lôi thêm ai? Những người nổi tiếng nào sẽ nối gót? Thủ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng chính là công an của thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là điều luật được áp dụng để khởi tố, đó là điều số 331 của Bộ luật hình sự của Việt Nam truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước. Khi chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng luật này thì nhiều người cho rằng chính quyền ở thành phố Hồ Chí Minh đang nhắm vào hành động của bà Nguyễn Phương Hằng phát hình livestream trực tiếp chửi ông đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi. Như vậy xem ra hành động bắt bớ bà Hằng không phải là tội vu khống hay xúc phạm những nghệ sĩ nổi tiếng. Bởi vì nếu bà Nguyễn Phương Hằng tấn công các nghệ sĩ tên tuổi khác thì không thể nào là tội xâm phạm lợi ích của nhà nước. Vậy nên những người này chớ vội mừng. Một khi chính quyền không truy tố bà Hằng theo điều 155 Bộ luật hình sự là tội vu khống hay điều 156 Bộ luật hình sự là tội xúc phạm danh dự thì sẽ không loại trừ những người nghệ sĩ bị bà Hằng chửi là vô tội. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngày 18 tháng 4 họ đã có giấy mời luật sư nhà báo Đặng Thị Hàn Ni tới trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ về đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Được biết, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã đâm đơn lên chính quyền để tố giác những người mà bà đã phát hành trực tiếp livestream tố cáo họ. Nghĩa là bà Hằng làm hai việc song song, vừa tố giác trên mạng xã hội, vừa làm đơn tố giác trực tiếp gửi đến công an. Theo bà Hàn Ni cho biết, nội dung đơn được bà Phương Hằng gửi từ năm trước tố giác bà Hàn Ni có hành vi vu khống làm nhục bà. Trước đây, bà Hằng đã từng làm đơn gửi đi nhiều nơi yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi của bà Hàn Ni đã nhân danh nhà báo sử dụng mạng xã hội để xúc phạm bà Hằng, xúc phạm công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Đây là hình ảnh nhà báo Hàn Ni. Trong đơn, bà Hằng đã yêu cầu cơ quan chức năng xem xét hành vi lời nói phát biểu của nhà báo Hàn Ni kích động, cổ vũ, khởi kiện tập thể, đồng thời yêu cầu bà Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý của bà, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, rút tất cả các bài viết, clip, bình luận có liên quan đến bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam cũng như quỹ từ thiện Hằng Hữu v.v. Thời điểm đó, bà Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo tới rất nhiều cơ quan chức năng và đã có một số cơ quan giải quyết đơn của bà Hằng. Việc cơ quan cảnh sát điều tra mời bà Hàn Ni tới làm việc cũng là nhằm làm rõ giải quyết đơn từ cũ. Được biết, phía bà Hàn Ni cũng sẽ có luật sư cùng với bà Hàn Ni lên cơ quan cảnh sát điều tra để giải quyết đơn mà bà Hằng đã tố cáo trước đây. Sau khi bà Hằng gửi đơn tố cáo bà Hàn Ni cùng với một số người khác, thì bà đã bị bắt vào ngày 24 tháng 3. Sau khi bà Hằng bị bắt, thì việc này làm nhiều người nhầm tưởng bà Hằng bị bắt vì đã phát hình livestream trực tiếp xúc phạm đến nhà báo này và những nghệ sĩ khác. Cũng liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, vào sáng ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với bà Bùi Thanh Quỳnh Như, tức là Quỳnh Như Blog. Bà Quỳnh Như từng được cộng đồng mạng biết đến với những đoạn video chia sẻ về ẩm thực, nghệ thuật trên kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Tuy nhiên, sau này bà Quỳnh Như đã tham gia phát hình livestream trực tiếp cùng bà Nguyễn Phương Hằng để xúc phạm rất nhiều người nổi tiếng. Đây là hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh, hình ảnh lúc ông bị lên sóng xin lỗi về việc không hoàn thành trách nhiệm nhà hảo tâm đã gửi gắm. Cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy những người bị bà Hằng tố giác là vô tội. Điểm tối trong việc ém tiền từ thiện vẫn còn đó. Cách chữa trị và chữa cháy của các nghệ sĩ bị tố, và đặc biệt là cách chữa cháy của nghệ sĩ Hoài Linh sau khi bị tố, vẫn không thể thuyết phục được cộng đồng mạng. Tuy là cơ quan cảnh sát điều tra đã ra thông báo là không đủ điều kiện để cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, việc không đủ điều kiện cấu thành tội phạm không có nghĩa là không có tội. Nếu bổ sung đủ bằng chứng thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng sẽ khởi tố, và khi đó cả người khởi tố và người bị tố cũng đều bị nhốt vào tù. Bà Nguyễn Phương Hằng không thể không tham khảo luật sư trước khi tố một ai đó. Vì vậy, những người đang bị bà Hằng tố cũng không hẳn là sẽ an toàn.
và rất có thể cơ quan cảnh sát điều tra sẽ mở rộng thêm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, và lúc đó rất có thể bà cũng sẽ kéo theo nhiều người cùng sổ khám theo bà. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sức tàn nhưng hốt một lượt năm ông tướng. Nguyễn Phú Trọng muốn ra chiêu gì? Chưa có kỳ họp hội nghị trung ương nào náo nhiệt như kỳ họp lần thứ 5 này. Từ quan chức cho đến doanh nghiệp đều bị tóm. Thông thường, trước thềm hội nghị trung ương mà bắt bớ khắp nơi thì kỳ hội nghị đó hứa hẹn có biến lớn. Lần này không biết ai sẽ bị truất phế và ai lên, rất khó đoán. Từ ngày ông tướng Phan Văn Giang lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì người ta chưa chứng kiến vụ bắt bớ nào trong Bộ Quốc phòng. Đùng một cái, ông Trọng cho bắt hàng loạt tướng tá hàng đầu, điều đó không bình thường một chút nào. Đặc biệt về lĩnh vực đang rất cam go, đó là cảnh sát biển của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, sức thì tàn nhưng rất mạnh tay, chảm tướng. Ngày 18 tháng 4, bất ngờ hàng loạt cơ quan truyền thông của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo một cựu tư lệnh cảnh sát biển và 4 tướng lĩnh bị bắt giam. Ngoài 5 tướng lĩnh còn có thêm 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng cảnh sát biển. Tổng cộng là 7 người, một con số rất đông cho một lần bắt. Tên tuổi của 5 vị tướng lĩnh bị bắt là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên tư lệnh cảnh sát biển, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy cảnh sát biển, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh tham mưu trưởng cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh cảnh sát biển. Ngoài 5 sĩ quan cấp tướng trên thì có 2 sĩ quan cấp tá là Đại tá Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe. Ông Hưng từng giữ các chức vụ chủ nhiệm kỹ thuật phó phòng tư lệnh cảnh sát biển. Ông Hòe từng giữ chức vụ phó trưởng phòng tài chính thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Việc bắt bớ này là một quá trình. Kể từ tháng 10 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân. Lúc đó, Ban Bí thư đã kết luận Trung tướng Nguyễn Văn Sơn với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các đơn vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đây là hình ảnh thông tin bắt bớ trên báo chí của Việt Nam. Thông thường để bắt những quan chức cấp cao, ông Nguyễn Phú Trọng thường xúi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương thực hiện công tác lục lọi và truy ra những sai phạm, rồi sau đó kết luận. Hầu hết các bản kết luận đều có chung một mẫu đại loại như là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, vân vân. Việc bắt người luôn có một bản kết luận giống nhau như thế, làm nó nên một thực tế là những tội này giống như một bản thảo được soạn sẵn cho tất cả các vụ bắt bớ vậy. Thực tế, những bản kết tội trong nội bộ đảng, nó không có tính thuyết phục, nó không đúng với luật pháp, tuy nhiên nó vẫn được chấp nhận vì Đảng Cộng sản đặt những thứ quy định riêng của đảng lên trên cả pháp luật của nhà nước. Theo kết luận, ông Trung tướng Hoàng Văn Đồng trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm người đứng đầu về những hành vi vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân ông này đã suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Và kết luận của Đảng cũng chỉ nói chung chung như vậy, không nói rõ ông ta phạm tội gì. Ông Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân ông cũng như vậy, là suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống. Ông Thiếu tướng Phạm Kim Hậu với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị,
đạo đức, lối sống và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định của pháp luật, gây lãng phí tiền của ngân sách nhà nước. Đây là hình ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ông Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển từ đầu nhiệm kỳ cho đến tháng 3 năm 2020, bản thân cũng bị kết tội về suy thoái phẩm chất, đạo đức chính trị, lối sống, đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu. Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư phê duyệt thanh quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách của nhà nước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang thủ giao để đến khi cần thì mang ra dùng. Việc kỷ luật các ông này từ năm 2021 giờ mới cho bắt là hình thức như thế. Cứ kỷ luật đã để dành lúc cần, hạ thì bắt người để khai thác thêm và hạ những người có liên quan nhằm đưa người của phe ta vào Trung ương nằm. Đúng là toan tính của ông Trọng, khó ai mà đỡ được.